Tiền đạo người Lào sắp gia nhập đội bóng Malaysia, Billy Phong đồng ý đến câu lạc bộ Sri Pahang, sẽ sớm hội quân và ra mắt đội bóng này trước mùa giải 2022. Theo Herian Metro, Billy Phong đã đến Malaysia từ đầu tuần và sắp kết thúc quá trình cách ly y tế để gia nhập câu lạc bộ Sri Pahang. Billy được cho là đồng ý đến Pahang, anh sẽ thi đấu cho đội bóng này từ mùa giải 2022 với tư cách ngoại binh Đông Nam Á. Billy Kekio Form sinh năm 1990, là người lào gốc Pháp, từng thi đấu ở Ligue 1 và dự vòng bảng UEFA Champions League. Anh là ngôi sao sáng nhất của tuyển Lào tại vòng chung kết AFF Cup 2020, nhưng không thể ghi bàn nào cho đội. Billy trở thành cầu thủ tự do không lâu sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020. Khi trở lại Pháp, anh nhận thông báo chia tay từ câu lạc bộ Dunkerque Ligue 2. Theo báo chí Malaysia, đồng đội của của Billy tại câu lạc bộ Anger là Dixon Wakam, cựu cầu thủ câu lạc bộ Sri Pahang, đã kết nối anh với đội bóng này. Câu lạc bộ Sri Pahang có truyền thống ở Malaysia khi có 5 lần vô địch giải quốc nội và thường xuyên góp mặt tại AFC Cup. Tuy nhiên những năm qua, Pahang không có thành tích tốt. Kết thúc mùa giải 2021, đội bóng này đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trước Malaysia Super League 2022, M. chu, đội Pahang có sự thay đổi lớn ở thượng tầng, với việc chiêu mộ cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia Dola Sale về làm trưởng đoàn, bổ nhiệm cựu huấn luyện viên trưởng đội nữ Paris Saint-Germain làm huấn luyện viên trưởng. Billy Kate là một trong những bản hợp đồng chất lượng mới của đội bóng này trong đội hình. Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên khi Billy đồng ý gia nhập Pahang. Tài khoản Ian viết, với đẳng cấp của Billy, anh ấy ít ra cũng nên gia nhập Kedah hay Penang. Từ Dunkerque tới Pahang rõ ràng là sự chênh lệch quá lớn. Cổ động viên Bao Du Thamavong từ Lào gửi lời chúc đến Billy, tin tốt lành. Chúc anh thành công ở bến đỗ mới. Tài khoản Azim Ajim viết, với những bản hợp đồng chất lượng, Suipahan sẽ trở thành đối thủ lớn của Johar Darun Tajim mùa tới. M. listu 2022 dự kiến khởi tranh từ tháng 3.